Thưa quý vị, thời gian vừa qua, Công an các địa phương đã mở nhiều đợt cao điểm để xử lý các trường hợp vi phạm giao thông. Thực tế cho thấy các lỗi phổ biến là vi phạm tốc độ, sử dụng rượu bia, nhưng vẫn lái xe. Và điều đáng nói là nhiều trường hợp thiếu hợp tác, chống đối, thậm chí là bỏ đi, gây ra nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình xử lý. Phản ánh tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Vi phạm về tốc độ là một trong những kiểu vi phạm phổ biến nhất ở thành phố Vũng Tàu, nhất là khi địa phương có rất nhiều tuyến đường rộng, đẹp, khang trang. Nên nhiều người điều khiển phương tiện ít để ý đến biển báo tốc độ mà chủ yếu chạy theo cảm tính cá nhân. Kiểm tra trên tuyến đường mùng 2 tháng 9, lực lượng chức năng phát hiện trường hợp này chạy tốc độ 57 km/h, trong khi tốc độ cho phép chỉ là 50 km/h. 57 là nhẹ nhất, ý là mức độ từ 5 đến 10, đã hiểu không? Thì 57 thì cũng có thể, nếu mà nhẹ nhất thì cũng có thể nhắc nhở một không có nhắc nhở nha, vi phạm đúng mức độ luôn. Ý là anh chạy anh không có để ý mấy cái biển kiểm soát hả hay sao? Thì gặp như anh đi anh có để ý không? Cũng phổ biến không kém là vi phạm không đội mũ bảo hiểm. Hầu hết người vi phạm đều viện dẫn lý do đi quãng đường gần nên không đội mũ bảo hiểm. Nói trên xe thì không đổi. Dạ tại vì em đi có một tí em không đợi, em xin lỗi. Qua tuần tra, lực lượng chức năng còn phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Trên tuyến đường 30 tháng 4, khu vực cầu Rạch Bà, người điều khiển xe máy này thừa nhận đã uống nhiều bia rượu, nhưng nhất quyết không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng, cũng không cung cấp thông tin. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính với nội dung không chấp hành yêu cầu kiểm tra, qua đó áp dụng mức phạt cao nhất về nồng độ cồn đối với xe máy là 7 triệu đồng. Anh thổi đi ha. Đó là cái quyền lợi của anh thôi. Anh không có thổi đâu, mày đứng cứ làm thế. Anh là biên bản anh giữ xe đi, tôi nói gì đâu. Tôi giải thích cho anh nghe một lần này ha. Anh không hợp tác làm việc để đo cái định tính của anh là mức độ bao nhiêu thì chúng tôi sẽ lập cái mức cao nhất. Anh uống rất nhiều rồi, nói thẳng với anh là kịch vụ. Anh không thổi. Tình trạng vi phạm luật giao thông ngày càng diễn ra phổ biến và nghiêm trọng hơn. Để giảm thiểu, tiến tới thay đổi ý thức của người dân, từ nay đến ngày 20 tháng 7, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tăng cường phối hợp với công an các địa phương thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.